Ngày hôm nay trong cái video này ha, mình sẽ review với cả nhà mình về một cái món đồ ăn rất là tốt cho cái đường ruột của mình ha. Thì đây là một cái món đồ, là một loại sữa chua cho mọi người. Thì sữa chua này có tên là sữa chua Ba Vì ha. Thì sữa chua này nó rất là tươi này, ngon này, và giá trị dinh dưỡng rất là cao ha. Và cả nhà thì đây là một cái loại sữa chua mà vậy là cũng được rất là nhiều người ưa chuộng ha. Mình thì hồi nãy là mình đã bỏ nó vào trong hộp đông rồi, nhưng mà một hồi khá là lâu ha, mình đã không có để vào trong hộp đông, thì bây giờ nó đã tan ra rồi mọi người, nó đã tan ra rồi, và mình sẽ là ăn cái sữa chua này nhá, sữa chua Ba Vì nhá. Thì cả nhà, này thì nó rất là tốt cho đường ruột đó mọi người. Người ta thì khuyến cáo mình là một tuần một ngày như thế, mình nên ăn từ 1 đến 2 hộp cho mọi người. Nó sẽ rất là tốt cho cái đường ruột của mình nhá. Tốt cho đường ruột, gọi là hệ tiêu hóa đấy mọi người ha, đường ruột cũng như hệ tiêu hóa ha. Và ngày hôm nay thì trong cái video này thì mình sẽ review về cho cả nhà mình về cái hương vị cũng như là cái món này nó sẽ như thế nào ha. Thì tốt là tốt rồi mọi người, nhưng mà người ta hay bảo là cái gì ngon ấy nó sẽ không tốt, nhưng mà tốt thì nó sẽ không ngon ha. Thì á, cái sữa chua này này nó vừa tốt mà nó lại vừa ngon nhá. Thứ nhất là ăn vào miệng thì nó cảm giác là nó ngọt này, rồi nó béo béo này đó. Còn ví dụ như mà mình ăn vào trong cơ thể thì nó sẽ có rất là lợi cho cái đường ruột luôn, ví dụ như giúp cho mình dễ tiêu hóa này, rồi và nói chung là tốt nha mọi người ha, cứ ăn đi ha. Đó, sợ mình không có tiền để ăn thôi nhá. Một hộp này thì là 4.500 mọi người, mình mua 2 hộp là 7.000 ha, mình mua 2 hộp là 7.000 nhá. Bây giờ mình sẽ bóc nó ra ha. Thì trên này nó sẽ có một cái lớp như thế này, mình có thể ăn cái này nhá. Đúng là sữa chua cho mọi người, nó chua nhá. Mình thường hay là thè cái lưỡi ra như thế cho mọi người. Và mình sẽ liếm cái lớp trên này đi ha. Thực ra là cái sữa chua trên này là nó nhiều men nhất các mọi người, nhiều người đang ngại ngùng mà hay vứt cái trên này đi, hay vứt cái phần trên đi nhá. Nhưng mà cái phần trên mới là cái phần mà nó nhiều men nhất nha mọi người đó. Thì cái này hồi nãy là mình đã có là để vào tủ lạnh, cho nên ở trong này nó còn có cái vị, có cái đá đá, mọi người nghe cái tiếng không đó, nó còn đá đá nhá. Rồi và cả nhà thì đây nhá mọi người nhá, bây giờ mình sẽ ăn thử ha. Đúng là sữa chua nha mọi người, nó có vị chua nhá, nó có vị chua nha mọi người. Vị chua và rất là chua nhá. Vị chua và rất là chua. Ngoài ra cái loại sữa chua này mọi người, nó mình có thể là làm mặt nạ nhá, mặt nạ đắp da nhá. Ôi, hồi nãy mình bỏ vào trong hộp đông ấy, nó đông đá ấy, mọi người ăn nó ê răng kinh khủng luôn á, rất là ê răng nhá, ăn mà phải nhéo cái mặt lại luôn ấy. Còn cái phần nó tan ra rồi nó chua nha mọi người, đúng cái vị sữa chua lên men nhá, rất là chua, ăn chua nó quắn quéo luôn ấy, chua rất là quắn quéo nha mọi người. Chua rất là chua ha. Thì cả nhà, đây là một trong những cái món ăn mà rất là được khuyến cáo nha mọi người. Nên là cả nhà mình á, thì nếu mà trước giờ mà mình chưa có cái thói quen ăn sữa chua thì mình nên ăn từ bây giờ nhá. Một ngày mình dành ra thêm một ít tiền thôi ha, để ăn một hộp sữa chua, hoặc là mình có thể nấu với mọi người. Mình có thể làm chế biến ha, có rất là nhiều những cái công thức chế biến sữa chua trên Google á mọi người ha, trên Google ha. Thì mình có thể xem những công thức đó để mình có thể là học theo ha, và mình nấu sữa chua để cho bản thân mình cũng như là cả gia đình mình ha, có thể cùng ăn cùng thưởng thức nha mọi người ha. Nó sẽ có cung cấp rất là nhiều những cái con vi khuẩn có lợi cho cơ thể của mình nhá.
Ok ha, thì đó là cái phần review về cái món sữa chua ha, tốt như thế nào ha cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ là kết thúc cái video này nhá, và hẹn gặp lại cả nhà vào những cái video lần sau ha. Bye bye mọi người.